Rồi hello, mình chào anh em ơi. Giờ này cũng 4 giờ mấy, gần 5 giờ. Ông trời cũng tươi tươi lên rồi anh em ha. Mây cũng trong rồi. Rồi hai người nhỏ nó đang có hàng ở trong nhà cho nên hôm nay đơn cũng khá khá. Hai bộ áo. Và những cái món đồ mấy cúp 100 thì còn cái đầu nòng nó hết rồi. Còn cái đầu nòng, bộ đầu đồng dên là hết. Chứ bộ nồi bán rồi, bán cho anh trai. Thì video này em lên với anh em một tí phụ tùng quay thái 110. Hàng cũng khá ok. Và hai món trên cục máy quay thái 2.4. Đó là một cái lồng và một cái bộ nồi. Còn bộ một cái lồng và một bộ nồi. Thì anh em nào có cái quan tâm thì ủng hộ, có thể ủng hộ em. Máy này em sẽ đã. Máy này chạm đầu, lồng ít tăng đa, có thay bạc. Lửa 99 đẹp, máy này máy 99. Nhưng mà người ta có thay đầu lồng khác rồi. Đầu lồng này là đầu lồng vô chứ không phải đầu lồng của nó. Máy đang im. Nhưng mà máy này nữa em rã, bộ lửa này nó có chốt chốt nè, lửa bếp ken luôn. Ở trong này chưa có miếng cọ nữa. Lửa còn đẹp cực kỳ luôn. Lửa này lửa giao thời. Cuối 99 đầu 2000. Bộ này nữa anh em nào có lấy thì muốn mua lửa quay thái 110 đẹp thì hú mình. Bộ này mình báo giá anh em trước luôn, 1.700.000. Đó. Nó còn kéo lụa luôn nè, mà nó mờ mực nè anh em. Đời 99 á. Này còn kéo lụa luôn, mờ mực nè, đời 99 á. Rồi, ok anh em. Ồ, có khách ghé nữa. Ngon. Mình làm nhanh với anh em đặng mình bán hàng cho khách cái nha anh em. Vào việc ha. Giờ mình bán hàng mình dập lửa này anh em lấy là 1.700.000. Cái đồng hồ quay 110 2.000. Kim rin chưa thay ha. Đồng hồ này kim rin chưa thay mà. Thôi chờ xíu đi. Cho anh ngồi chơi xíu đi. Kim rin chưa thay. Chấu bấm kính thì bốn chấu còn y nguyên. Không có gãy hai lỗ tai ha, hai lỗ tai còn nguyên anh em. Đời 2000, đồng hồ này đắt 2000. Đời 2000 em chưa có rửa, anh em về chịu khó tự xử dùm em cái. Rồi, đồng hồ này bán anh em giá 800 ha, dây dắt nguyên pin không đứt nói. Đây. Kính pin, kính này có dán keo nè. Nè giờ anh em lọc keo ra, có dán keo nè, mí keo nè. Dơ quá, giờ anh em rửa ra nha. Với lại ở đây nè, nó người ta có đi silicon màu đen một đường nè. Thì về chịu khó anh em cạo gì ra ha, silicon. Rồi ok. Em chồng vô lại nha anh em, để mất công nó dướng tới dướng lũi gãy kim lu bu nữa. Rồi. Đồng hồ này anh em nào lấy mình tính cho anh em giá 800.000. Cho qua. Nhanh với chó này thì nó yếu rồi. Cái chó này chó theo xe. Chó này thì chó này thì nó tệ anh em ơi, tệ lắm tệ. Ở đây nó có bị nứt kính rồi nè. Nứt kính rồi. Cái này mà anh em nào mà về mà cái chân này nó cũng dơm nhẹ rồi nè anh em ơi. Cái chân này nó dơm nhẹ lên này. Chân nó dơm nhẹ rồi, chó này cũng chó theo xe. Chó theo xe. Chó theo xe. Ở dưới này chân ốc cũng đẹp luôn. Ủa ốc mới nãy mới. Nãy ốc mình mới để nó rớt ở đây đâu có tiêu rồi, để mình lục đây nè. Để lát mình kiếm lại. Cái chó này theo xe mà cái chó này tệ rồi nghe anh em. Cái nào mình nói trước nghe anh em. Với cặp xi nhan. Cặp xi nhan hàng tầm trung thôi anh em ơi, không có đẹp đâu nghe. Này mình nói rõ luôn, có ốc đầy đủ. Rồi cái chui này thì nó bị cắt nối ngay giữa này thì anh em về có xài được xài, mình để luôn. Còn cái bóng này bóng alpha rồi nha. Mình nói rõ luôn nha. Rồi cái này mình tính cho anh em là 300.000. Hết nhiêu đóng này. Còn cái cây ghi đông. Cây ghi đông này đẹp nè. Cây ghi đông nè, xe bắt rồi đó, giờ gã mới thấy được cây ghi đông này sơn zin đen thùi lùi luôn. Tại vì nó có mở bò rồi nó đóng dơ vô, nó không bị gỉ sét nè, thấy không. Cây này mình rửa ra mới chát nha anh em. Cây ghi đông này đời 99. Có chữ C. Ốc tán là bao anh em rửa ra dằn khè nha. Nó người ta quẹt mở bò rồi nó bám bụi rồi nó không có bị sét anh em. Cái ghi đông này hai đầu là còn chụp inox ngày xưa. Bao tay zin mà bao tay này về phải thay nha anh em. Cùi tới thắng này lô rồi nha. Em nói rõ luôn. Sổ khỉ bao đẹp.
sọ khỉ cực kỳ đẹp. Ốc chọt sọ khỉ đầy đủ nha anh em, gâu ghia không gãy, sọ khỉ rất đẹp luôn. Nói chung cây ghi đông này đẹp nè, cây ghi đông này anh em nào lấy bán anh em giá 700.000. Anh em muốn rửa mình rửa giùm, còn anh em không rửa thì về anh em tự rửa. Đó, gù hai bên là còn chụp inox hết, đời 99. Cây ghi đông rất đẹp nha. Rửa ra là sơn zin cực kỳ đẹp á, đen thui à. Rồi, 1 700.000. Tiếp theo, bình xăng con quay thái 110. Bình này nước nhôm cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bình xăng con quay thái 110 đời 2000, 7HAA 0B08. Rồi, bình xăng con này anh em nào lấy mình báo giá cho anh em trước luôn, 1.2 triệu. Nè, lâu quá không có vệ sinh, nó hơi kẹt cái e nè. Đó, cái này vệ sinh lại là nó sạch. Đẹp nha anh em, bình này đẹp nha, bình này nước da đẹp lắm. 1.2 triệu là trên xe, hiện tại mình mới gã ra là trên xe nó không có chảy xăng đó. Không có chảy xăng đó, garanti thì ngon luôn. Nước nhôm đẹp, không da cóc, bóng mịn. Cái này rửa lên 7 màu nè, tại nước nhôm nó sáng. Rồi, cháy ga. Cháy ga đẹp anh em, cháy ga zin đẹp. Không liếm láp nha, cháy ga zin đẹp không liếm láp, mình bán anh em giá 1.2 triệu. Đó, cháy ga zin đẹp không liếm láp. Kim đót là đẹp nha. Đó, cháy ga zin đẹp không liếm láp. Lò xo zin chưa cắt nha anh em. Rồi, nắp xăng zin luôn. Còn mực xanh lè xanh lét gì đây nè. Cái này là người ta có thay rồi nè, nhìn là biết rồi, tại zin của nó là nó có số rồi nè. Cái cao su này mà nó không thành vấn đề đâu anh em ơi, tại cao su nó ưa bị nứt. Rồi, 1.2 triệu cho qua. À, cái lồng với cái nắp nồi. Nắp nồi này là nắp nồi quay thái 203, mình nói cho chính xác đời cho anh em nghe, sơn zin. Nhìn cũng khá là liền nha, nắp nồi này anh em lấy giá 300.000. Sơn zin khá là liền lạc nha. Đây, đen thui. Dưới này là nó có chạy nhẹ đây thôi, còn lại là ok hết. Nói chung là mặt tiền thẳng anh em. Cái mình nói anh em luôn nè, cái đời mà cái mã này nè, cái mã mà OEIC mà này nè, là nó xài chung với thằng quỷ, thằng ghim lùng 99, quay ít thái, ghim lùng 99, quay ít thái mã khác anh em, quay ít thái cũng mã này luôn. Nó rất là nặng anh em, nó cực kỳ nặng. Cái đời này nó cực kỳ nặng luôn. Nó nặng hơn cái mã KRSG của thằng quay 2.4 anh em, nó cực kỳ nặng luôn nha. Đó, trắng bóc à, anh em về rửa cái là sạch bon, mực màu còn đủ, 300.000. Mình còn cái lồng hai là quay thái 2.4 cọp luôn nè. Còn mình còn cái lồng quay thái 2.4, nước nhôm cực kỳ đẹp, anh em vô anh pha hết thế nha. Cái lồng này em bán giá 2 triệu. 97cm khối KFM trừ 8. Lồng này đẹp nha anh em. Lồng này anh em vô quay anh pha, quay thái 100 mà lồng nhôm là hết thế luôn. Ở mấy cái kẻ lồng ở bên cánh trên này là em rửa sạch trơn rồi, chỉ có cái dưới này nó còn dơ thì về anh em tỉa thêm giùm em. Mặt giống lồng dữ nha, dữ lắm. Đây, trái đẹp luôn, tí xíu nữa mình cho anh em coi. Anh ơi, anh đẩy cái bê tông ra giùm em cái. Em đang mắc tay rồi, đẩy ra cho nó lú mí rồi, thằng em cho anh ta coi. Nè, lồng nè, nó đang giả dứ nè nha anh em. Trái còn cực kỳ đẹp nha, sới giỏng tu tủ à. Đây. Đó. Sới giỏng dày cui anh em. Lồng này lồng thái nha, trái ít tăng đa AGT, cách gon chân nồng rồi nha anh em. Thôi cái lồng này mình tính anh em 1.8 triệu thôi. Anh em nào chơi liên hệ, lồng này hiếm nha anh em. Lồng trăm thái mà lồng nhôm này giờ nó hiếm lắm. Anh em mà chơi hệ 100 mà chơi hệ 100 mà rút tay ghim hay là mấy chiếc quen pha anh em bỏ vô hết bài nha. Bao đẹp không có đốm nha anh em. Em cam kết anh em không có đốm lồng nha. Bánh xe lồng đầy đủ. Em còn bộ nồi quay 2.4 này cọp nè. Thì bộ này em vẫn nhất giá cũ cho anh em mình là 4 triệu. Nồi này xài chung với quay 110 trang luôn, nguyên zin. 2.4. 15 tháng 11 năm 2.4. Nồi zin chưa tán chưa vớt nha anh em. Bao anh em là đẹp nha. Rồi này mình bao giữ cho anh em.
có đánh dấu nồi, anh em về gắp ngay lụm, chuông chưa giận gì nha anh em, bằng thắng luôn á. Đây nè, bao đẹp cho anh em nha. Ba càng thì anh em miễn bàn, full cò muỗng anh em, full cò muỗng. Đây, ngày 15 tháng 11, 2004, 4LK. Đó, anh em nhìn ba càng này cực kỳ đã không? Còn mới lắm luôn, còn rất là dày. Bao bốc nha anh em, bao bốc bao mạnh nha. Nồi này chạy đã lắm nha anh em, mấy cái dòng nồi 2.4, 2.3 chạy bao phê cho anh em nha, chạy rất là phao luôn. Đó, bao anh em là nguyên zin, nguyên cụm, nguyên cung. Đó, bán 4 đồng bố lá đầu zin hết anh em, FT 107 đầy đủ cho anh em nha. Anh em coi nồi đẹp cũng đẹp, anh em coi cái nhông sau này anh em biết rồi nè, còn đen thui nè, thấy không? Rồi, lụm anh em xài thì hú em. Chào anh em nha. Video em kết thúc rồi, cũng có mấy món à. Video này em lên với anh em chơi mấy món à. Có cái đồng hồ, cây ghi đông, bộ nồi, cái lồng, bình xăng, nắp nồi, đèn linh tinh. Còn bộ lửa này anh em chơi là 1.7 nè, bao can anh em dàn khè luôn. Lồng ít tăng đa thay bạc. Đó. Máy này có chạm đầu anh em, chủ đề zin. Nồi này thì nói chung em thấy là nồi chạm rồi đó, nhưng mà để em gỡ ra thử coi, tại vì nó cũng hơi nghi vấn, để em coi thử, nhưng mà em thấy trước mắt là nồi chạm rồi đó. Con máy này là có cặt quẹt biển số với sườn của nó ngoài này. Anh em muốn chơi máy sườn cặt quẹt biển số rồi em chơi với anh em luôn. Rồi vậy nha, cốc tải chính chính, cốc tải bao đẹp nha. Ok, chào anh em.